Xin chào các bạn. Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng mình vào bếp nấu một món ăn cho gia đình heo quý vị. Đó là cá ngừ kho nước dừa. Để làm cá ngừ kho nước dừa ở đây thì mình có là ba con cá ngừ, là mình mua sáng 1 ký quý vị. Mình về mình đã rửa, làm rửa sạch sẽ này ha, rồi mình để cho nó ráo nước rồi nè. Bây giờ mình sẽ đem đi ướp đó quý vị. Và ở đây là mình có là một trái dừa tươi quý vị. Để kho cá ngừ kho kè thì ở đây mình cần có tỏi nha, mình có là 2 tép tỏi và 2 tép hành, 3 trái ớt quý vị. Về gia vị nêm chúng ta là có muối, bột ngọt và đường. Muối thì mình 1 muỗng muối, muối mình sử dụng muối muối xay quý vị. Đây là 1 muỗng muối xay nè, hay gọi là muối bọt đó ha, và nửa muỗng và 1/2 muỗng bột ngọt, muỗng nhỏ xíu để ăn kem á quý vị, và 1 muỗng đường ha. Thêm nữa ở đây là mình có 2 muỗng canh nước nước mắm quý vị, sử dụng nước mắm loại nào cũng được ha. Ở đây mình sử dụng nước mắm loại ngon, loại đạm nhiều quý vị. Bây giờ mình sẽ ướp cá này trước 1 tiếng đồng hồ mình mới kho hết quý vị. À, mình trước tiên là mình để cá vào trong một cái nồi để mình kho cái gì, rồi mình để hết cái phần gia vị của mình đã chuẩn bị vào nè, rồi mình để tỏi băm vô luôn heo quý vị, và mình ướp giống như là ướp thịt hay kho tàu gì đó, nên là mình không có sử dụng tỏi sấy mà hôm nay mình sử dụng tỏi băm mịn ra rồi mình để vào ướp ha. Giờ mình để vào đây một ít nước màu ha, nước màu này nước màu mình tự thắng lên, rồi mình đảo lên để cho nó thấm qua ngôi vị. Rồi phần nước mắm là mình để vào hết luôn nha. Mình ướp như thế này, mình đảo đều lên là mình để như thế này 1 tiếng đồng hồ sau là mình bắt lên mình kho với nước dừa thôi quý vị. Rồi ướp đó thì khi nào chúng ta kho xong thì chúng ta hay để ra. Rồi mình ướp đảo lên như thế này là được rồi đó quý vị. Mình sẽ lấy cái nắp đó mình đậy lại nha. Rồi xong. Rồi sau khi mà mình ướp hồi nãy giờ 1 tiếng rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt lửa lên mình nấu nha. Nấu cái này á, mình ướp mình để tỏi như vậy á thì nó sẽ thơm mà như là mình thịt heo qua tàu vậy, mình không có cần cháy mỡ tỏi gì hết đó quý vị. Quý vị nào mà muốn cháy mỡ tỏi thì mình vẫn cháy bình thường, bình thường không có sao cả. Rồi mình bắt chảo lên mình để cho nó sôi, nó thấm thêm một đợt nữa rồi mình thay để nước dừa vào không quý vị. Để mình nấu cái này thì mình ở đây mình mới đi chuẩn bị thêm cút nữa, rồi gà vịt nấu như vậy để mình nấu cho nó ngon hơn. Cái này mình mới chuẩn bị là mình lột sâu nè, hột cút, hột gà ha, những hột vịt mình lấy những cái hột nhỏ nhỏ thôi để cho nó thấm điều quý vị, tại vì cá nó sẽ nấu nhanh chín hơn là thịt của mình đó. Nên là mình lựa những cái hạt cút hoặc cút nhỏ đó, với hột gà rồi nó nhỏ nhỏ đó quý vị, hột vịt đó, cho nó nhanh thấm. Cá ngừ này chúng ta đem đi kho nước dừa nó rất là thơm và nó ngon nữa, nó không có bị bở, tại vì cá này đặc biệt của cá này là nó cứng heo gì, mình kho nó sẽ cứng dai lắm. Nếu mình để sôi lên rồi mình chảo qua trở lại như vậy đó, thì chút xíu đó mình để nước vô mình nấu. Đây là cá ngừ loại nhỏ nha quý vị, còn cá ngừ loại to nó còn ngon hơn nữa. Cá ngừ này các bạn đem đi kho làm được rất
rất là nhiều loại món kho, cá nheo hay nấu canh chiên rồi đó quý vị, rất là ngon nha. Rồi sau khi mà nước đã sôi lên, nó cái nồi chúng ta đã sôi lên nãy giờ mình cũng trở bề mấy dạo rồi đó, nó đã thấm đều rồi, giờ mình để nước dừa vào cái gì, rồi mình để hết phần nước dừa của mình vào luôn. Mình để nước dừa không á quý vị, lát nó sôi lên ha, để cho nó sôi lên để chúng ta. Sau khi nước của ta bắt đầu nó lên tim mặn nó sôi rồi nè quý vị, thì mình hớt bọt ha. Nó bọt lên thì mình hớt. Do cá này nó rất là nhanh chín rồi quý vị, nên là khi mà sôi lên á như vậy thì mình để hột gà với hột vịt, hột cút vào luôn lượt thôi quý vị, để cho nó thấm vào trong cái hột gà hột cút của mình đó. Giờ là cá chúng ta nó rất là sâu luôn rồi quý vị, mình sẽ hớt bọt nha. Bọt này lại với nhau mình hớt nó dễ. Cá này nó cũng cứng lắm, nó không có gã nên mình sơ nó cũng thoải mái đó quý vị, nó không có cứng, nó không có bị gã cá nha. Này mình nấu chừng khoảng 15 phút là cá của mình đã chín rồi. Lửa lớn rồi nên mình giảm lửa lại. Nãy giờ mình cũng nấu 15 phút rồi hơn vậy thì cá của mình cũng đã chín rồi. Này mình thử lại xem con nó vừa ăn chưa nhé. Nó hơi bị nhạt đó quý vị ơi, nên mình để thêm một miếng muối nữa. Này là mình để muối bọt chứ không có sử dụng muối đó, muối bọt có thì cái độ mặn của nó nhẹ hơn nên liên quá tay thì nó cũng không có mặn nha. Rồi sau khi chúng ta đã để xào xong thì mình sẽ để hành vào nha. Trước nha, tại nhà có người không ăn ớt nữa nên là mình không có để hành giữa và trong cái nồi kho của mình, thì mình bắt ra mình ăn nhiêu mình sẽ để ớt lên thôi quý vị. Bây giờ mình sẽ gấp ra ha. Đây là dừa cá mình đã gấp ra xong rồi, rồi giờ mình sẽ để ớt vô. Mình ăn nhiều mình sẽ để ớt nhiều thôi. Rất hấp dẫn ha, ngon lắm đó. Mình quay cận gần lại cho quý vị nhìn thấy ha.
mình ăn chỉ có bấy nhiêu thôi. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị nha. Nếu quý vị thích kênh của mình thì hãy like và chia sẻ giùm mình. Cảm ơn quý vị các bạn đã ủng hộ mình trong những thời gian vừa qua.